Chào tất cả các bạn. Ở trong bài học trước thì chúng ta đã đi nghiên cứu về hai phương pháp đầu tiên của hạch toán kế toán, đấy là phương pháp chứng từ và phương pháp tính giá. Ở trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu tiếp phương pháp tiếp theo, phương pháp rất quan trọng của hạch toán kế toán, đấy là phương pháp tài khoản kế toán. Trước khi đi vào nội dung chính thì tôi xin hệ thống lại một số kiến thức cũ cho các bạn như sau. Bài trước các bạn đã được nghiên cứu về phương pháp chứng từ và được biết chứng từ là một vật mang tin nhằm sao chụp lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, và phương pháp chứng từ thì sử dụng các chứng từ đó để thu nhận các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính của đơn vị. Phần thứ hai đấy là về phương pháp tính giá. Phương pháp tính giá có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ quy đổi tất cả các đối tượng kế toán về một thước đo chung, đấy chính là thước đo giá trị. Và trong phương pháp tính giá thì các bạn đặc biệt chú trọng đến 5 phương pháp tính giá xuất kho. Phương pháp thứ nhất, nhập trước xuất trước. Phương pháp thứ hai, nhập sau xuất trước. Phương pháp thứ ba, phương pháp đích danh. Thứ tư là phương pháp bình quân và cuối cùng là phương pháp hệ số giá. Bây giờ chúng ta cùng đi nghiên cứu nội dung chính của bài học hôm nay. Mục tiêu của bài học đòi hỏi các bạn nắm được hai nội dung chính. Thứ nhất, hiểu được kết cấu của các tài khoản kế toán. Thứ hai, hiểu được các quan hệ đối ứng trong kế toán. Trước khi đi vào hai mục tiêu này thì chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua xem phương pháp tài khoản kế toán nghĩa là gì. Phương pháp tài khoản kế toán sử dụng các tài khoản kế toán làm công cụ. Sử dụng các tài khoản kế toán làm gì ạ? Để ghi nhận các thông tin tổng hợp về các đối tượng kế toán cụ thể. Các thông tin mà nó phản ánh ở đây bao gồm: thứ nhất, phản ánh số hiện có của đối tượng kế toán. Thứ hai, phản ánh sự biến động, tức là tình hình đối tượng kế toán tăng hoặc giảm như thế nào trong kỳ. Vậy, cái công cụ mà nó sử dụng ở đây là ghi chép chính là các tài khoản kế toán. Các bạn cần tìm hiểu xem tài khoản kế toán là gì. Tài khoản kế toán, thứ nhất, về hình thức nó có hình chữ T. Thứ hai, nội dung của tài khoản thì nó phản ánh số hiện có và sự vận động của các đối tượng kế toán cụ thể. Nói như này có vẻ hơi trừu tượng một chút, các bạn có thể hình dung như sau. Tôi là kế toán tiền mặt và tôi muốn theo dõi quản lý được cái tình hình tiền mặt của đơn vị. Cụ thể như là có thể trả lời được bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào xem là hiện tại đơn vị tôi đang có bao nhiêu tiền trong quỹ. Thì tôi sẽ dùng một cái bản ghi. Trong cái bản ghi này thì tôi chỉ ghi chép riêng những vấn đề liên quan đến tiền mặt mà thôi. Có nghĩa là gì? Trong kỳ tôi có các hoạt động thu tiền từ bán hàng hay khách hàng trả tiền cho tôi thì tôi ghi vào cái bản ghi này. Và tôi chi ra bao nhiêu tiền để trả lương cho nhân viên, để mua vật liệu, công cụ vân vân thì tôi cũng ghi vào cái bản ghi này, chỉ riêng liên quan đến tiền mặt thôi. Tất cả những cái tình hình biến động, tăng tiền, giảm tiền trong kỳ thì đấy gọi là sự vận động của đối tượng kế toán hay là sự vận động của tiền mặt. Và từ các thông tin về tình hình thu tiền bao nhiêu, chi tiền bao nhiêu, do vậy lúc nào tôi cũng có thể tính được tiền hiện có của tôi trong doanh nghiệp là bao nhiêu. Thì đấy chính là nội dung của tài khoản kế toán. Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta là có bao nhiêu tài khoản kế toán hay có bao nhiêu bản ghi như vậy? Thì ở đây người ta nói rằng mỗi một đối tượng kế toán riêng biệt chúng ta sẽ mở một tài khoản kế toán. Điều này có nghĩa là gì ạ? Khi các bạn quan tâm đến tiền mặt thì các bạn sẽ mở cho tiền mặt một bản ghi và gọi đấy là tài khoản tiền mặt. Một đối tượng khác, ví dụ như tiền gửi ngân hàng. Nếu như các bạn muốn kiểm soát được tiền gửi ngân hàng của mình thì các bạn cũng mở riêng một cái bản ghi cho khoản tiền gửi ngân hàng, và cái bản ghi đấy cũng gọi là tài khoản tiền gửi ngân hàng. Tức là có bao nhiêu đối tượng thì chúng ta sẽ mở riêng cho nó bấy nhiêu tài khoản.